Rồi mình quay tiếp cái clip này nữa là clip thứ hai anh em cố gắng có xem clip một mình để có ghim cái link ở dưới cái phần bình luận nha. Anh em xem hai clip nha. Cho nên mình dùng cái điện thoại mà mình dừng video không có được, cho nên mình phải quay liên tục. Lấy cho anh em là xem cái mặt thôi. Mới làm cái đi kiếm anh em nó hơi mất hứng. Mặt này có cân bằng thụ động khi sạc á, chứ không phải cân bằng chủ động nha. Cho nên là khi anh em sạc pin trong quá sử dụng pin thời gian á là nó lệch áp á, nó sẽ giải quyết được một phần nào hay nữa. Cho nên là sử dụng nó bền bỉ hơn. Ở pin mình bán 450.000 bảo hành cho anh em 3 tháng nha. Pin Lysen nha. Lysen sử dụng máy bắn dứt thì cho anh em bắn chắc 2 ngày. Còn máy mài máy cắt thì nó tùy, phải tầm nửa tiếng. Tầm nửa tiếng à, cắt liên tục. Pin Sony cũng vậy. Tại vì pin pin tàu Lysen mà nó không thể nào xịn bằng Sony. Sony cắt có tải áp nó đều nó từ từ này. Nói chung là tiền nào của nấy, nhưng mà giá 450 này cho anh em xài bắn dứt này nọ là ngon lành cành đào. Anh em quên đi cái vụ mà pin 15-20 xe mà 200-300 ngàn đồng mà bao ship nha. Cái này mình bán 450 ngàn, bảo hành 3 tháng, chuyển khoản mình bao cước luôn. Dây ly rưỡi, dây có biến áp 450 ngàn. Cái này pin Lysen không mua mình bán kèm mấy quạt chân quỳ, anh em hết quạt không nhập nữa. Quạt cồng kềnh qua phí ship nó cao, không bán nữa. Có mấy cục pin boss này ế quá, không, cả năm trời ít ai đóng con cục vài cục. Cục này mình bán hai bán đại cho anh em 200 ngàn chưa phí ship. Pin boss này là lỗi xăng vô, mình có mấy cục nè. Xăng vô này mình có thay 1-2 cell ha, nhưng có dấu thay nè, 1-2 không biết 1 và 2 nữa. Mà bao dung lượng bao ngon cho anh em luôn ha. Hạt pin này nó gần như nó chưa sử dụng, nó bỏ lâu quá nè. Cái này là nó xịt nó quỷ á nghe. Pin boss 2A vỏ đẹp luôn, về rửa là bao đẹp luôn. 200 ngàn anh em có vỏ nè, vỏ này anh em mua bán 100 ngàn. Còn muốn đóng pin Sony vô thì mình tính tiền pin Sony dần công vào ha. Bao test cho anh em nha. Còn mấy cái này là pin Acquy A123 ha, mình bán bây giờ là mình bán 550 ngàn cục, bảo hành cho anh em 6 tháng. Bình thường mình bán năm không bảo hành là 500 ngàn, bao chạy 1 tháng ha. Nói rõ bảo hành và không bảo hành nha anh em. Mình tính tiền pin và tiền mặt và tiền công mình làm như thế này, cân áp đầy đủ cho anh em hết, về anh em chỉ dùng đó rất là rõ ràng. Giờ trong cái giao dịch nha, có khách thì là hay lào cào cái vấn đề này. Ví dụ nó mua 500 ngàn không bảo hành, ví dụ trong một thời gian sử dụng 5-6 tháng hay 3-4 tháng gì đó có vấn đề, ví dụ nó xui nó lỗi cái mặt, cái quay qua nó là bán pin sao không có bảo hành đó, anh em thấy nó rất là vô lý không. Bảo hành thì mình phải tìm tiền. Cái này đang hoàn thiện. Như cái vỏ này là gọi là cho những xe cao là cũng là vô cái pin A123 nè. Đó, 550 bảo hành cho 6 tháng, không bảo hành 500 ngàn, bao chạy 1 tháng. Còn này làm lên cho khách là 650 ngàn, pin siêu xả VX40 ha. Xả 1 viên 80A 2B, đóng 2B là 160A. Lắp qua mặt này nó chỉ sạc tối đa 15V, tương đương anh em sử dụng 5A đổ lại. Nhưng mà đề xe thắt là anh em thấy là ok lắm nha. Nói chung là mình có bán rồi. Cái này là kiểu như cái này mình làm không giống ai. Mặt pin sắt, đóng pin bao bên pin lithium. Nói chung là chỉ hãm số volt là thôi, chứ không có vấn đề gì dùng được hay không được gì hết. Pin Sony là bao bền, 650 ngàn, bao test 1 tháng. Máy móc đi nhanh là tới phần đồng hồ nha. Anh em nó mua nào thì anh em xem kỹ đó, không mua thì mình tua qua nha anh em. Con này ấy clip rồi nè, bán 700 ngàn cộng pin 5A. Lấy cục pin đất xanh á, pin tổng hợp. Pin này pin nội địa trung ha, chưa kèm sạc nha. Mình là ghét nhất bán sạc, sạc bán kiểu bán kèm theo cho anh em, không có lời lãi gì. Mà nhiều khi anh em ngâm sạc, sạc liên tục hay là cứ sạc được cắm điện để 24/24 đó. Rồi nhiều khi hư đó, cái bắt hỏi xài 1 tháng 2 tháng cái nói cái kia hỏi sạc hư rồi sao. Bán mấy cái đồ mấy cái này ở đây thì thôi mình vô phương, mình không có muốn bán kèm theo. Mua vẫn có nhưng mà sạc không bảo hành, cắm điện lên là lấy rồi lụm tiền. Mình lên pin là 5A ha, pin nội địa trung. Nói chung là vừa xài ba xài một ngày không thể nào hết, cho anh em bắn dứt liên tục.
cái này nó y như nội địa Trung năm rồi bán là cái pin can, mà nhờ pin nó giờ hết không có lô hàng nữa, cho nên là có pin này dùng ổn định ha. 5AH chưa kèm sạc. Con này còn khá là đẹp nha anh em. Con này anh em dùng gia đình có hai tầm 10 năm nó mới hư, chỉ mới hết cục than này được, còn anh em thài thờ phải từ 3 cho tới 5 năm. Giá có mấy trăm ngàn là anh em mà thấy nó quá rẻ cho một cuộc tình. 700 ngàn một máy và một pin 5A chưa kèm sạc nha. Ngoại hình thì còn ok, nó có xay xước cao su ít. Có hai cấp nhanh chậm nha anh em. Cứ cản cái cò lại thôi chứ gì. Này là con rail pin nha. Bắn to nào thoải mái. Mua mấy con nói chung là mua máy tàu làm gì. Nó bán có thân máy cũng 5-600 mà không tiếng không than cho sang. Con này mình bán thân máy vỏ pin là 600.000 đồng. Con này cũng clip rồi, nhiều anh chưa kêu mình vệ sinh mà mình không có thời gian mình vệ sinh đó. Nó khô dầu, nó kêu. Mấy con này xài rất là khỏe. Mấy con 18V của Makita hay là mấy cái hãng tàu lao là làm không lại. Mã nó là 7543, ngoại hình nó vậy nè. Ba cấp nhanh chậm nha mấy. Điều tốc cực ngược. Mình có vô mở xịn luôn nha. Thân máy vỏ pin. Cái vỏ pin nó đây nghe nè. Vỏ pin mình mua ngoài bãi nè. Và nó luôn pin nó bán. Anh em nghĩ cầm 100 ngàn làm sao mua được. Vỏ này kiểu như vỏ tàu nó sức nhật anh em. Cái mặt này cũng là mặt tàu sức nhật. Cái mặt zin nó hay bị khóa lắm. Anh em không biết ấy thì nó khóa. Như cái mặt này mình thấy nó còn khá là ok nên linh kiện nó chưa, mình thấy chưa hư chưa hỏng hết. Mình bán là thân máy vỏ pin, cái mặt này mình coi như mình bỏ qua nha. Còn anh em muốn đóng pin mình có cách xử lý cho anh em sử dụng. Một là sạc adapter, hai là sạc zin. Cái mặt này nhiều khi nếu mà nó hỏng là mình xài ghép sạc adapter vẫn được ha. Vỏ này đóng được 8 cell nha anh em. Lưu ý cái vỏ nè. Máy này nói chung là 6 cài là thoải mái. Không xấu, không phải xấu lắm, cao su còn liền mất tem ha. Con này sản xuất ở Nhật nha anh em. Con này bao khỏe luôn á. Thân máy vỏ pin 600.000 đồng, chỉ khoảng bao cước. Con khoang này mình bán là 2.500.000. Máy khoang vít Milky hôm nay là hàng coi như là hàng lướt anh em, đẹp. Có một số thay vỏ, tại vì hàng quỷ á, nó cào tem rồi nó bắn đinh, cho nên là phải thay vỏ mới. Bao anh em ruột gan len keng spam bán cho anh em là bao test 1 tháng hết. Con này 2.050.000, 2050k, thân máy nha, lưu ý là thân máy nha. Con này anh em thay rút lỗi là bá cháy. Mã nó 2904 nha anh em. Có xay xước cái vỏ này thì còn tương đối ha. Cái vỏ này còn vỏ zin, còn tương đối. Tất cả là mua, nếu mà thay là thay vỏ zin nha. Vỏ này là vỏ lô hình như là không có, ở Việt Nam này không có bán. Cái này đâu rồi, chức năng chống lại cổ tay. Này cấp trượt ha. Khoan 3 chức năng anh em, khoan rút lỗi không nên dùng búa nha. Lưu ý chỗ này mình bảo hành về phần cơ ố một mạch này nọ cho anh em một trong test tháng. Anh em phần cơ khí nó mình không bảo hành, nhiều anh em sử dụng không biết cách sử dụng là dùng khoan rút lỗi này nọ, dùng búa là coi như là cái đầu búa một lần hai lần thì không thể nào hơn, nhưng mà có thể là anh em dùng liên tục trong 1 tháng có thể hư cái cầm búa hỗ trợ luôn. Cầm búa hỗ trợ nó chỉ hỗ trợ cho anh em phần nào thôi chứ không phải như nó chuyên dùng. Nó đa năng trong đây thì đương nhiên anh em ơi là nó cũng có cái dở cái phần búa nha. Tại nó hỗ trợ phần búa như cái bánh nhông nhỏ thôi chứ không phải như máy vít cầm búa chà bá lửa. Rất cao su đèn tí. Mấy con đẹp đẹp thì 2.1 triệu, hơn trăm ngàn. Nói chung là đảm bảo tác dụng cho anh em đi làm rút lỗi xài gia đình tuyệt vời. Thân máy nha. Bao tám tháng. Con này bán liên tục. Con dít cực đẹp.
1.950.000. Con này là gần, mấy cái mã này là đời gần như đời cao nhất nha anh em. Đời gần như đời cao nhất rồi đó. Như có một 2904, 2906 nó có quanh cây thôi mà ở Việt Nam còn đang hiếm nha. Hàng bao đẹp ruột gan về cứ tháo ra không, mình không có dán tem gì hết á. Cứ tháo ra là mình nói không đúng thì trả lại mình cho thêm tiền uống cà phê nha. Nói chung mua bán rất là rõ ràng từ giai đoạn đầu thì anh em thì chú ý nha, mình không có làu cào đâu. Mấy con mèo kia nó cực mạnh anh em, cỡ ốc 19 với ốc 21 của mấy những chiếc xe ô tô tại ô tô con của mấy anh là nó bắn ra hết. Makita này nó là nó bỏ túi hết hay là nói chung là nó bền lắm. Mấy mèo kia này cái mấy cái cuộn nó bền lắm. Mạch từ khi có vấn đề gì xui xui nó vẫn có loại đồ điện tử mà, chứ còn là nó là siêu bền á. Ba cấp nhanh chậm và một cấp tự động. Cái cấp tự động là như vô cái chế độ bắn ton á. Làm như để mình thử coi. Con này bao anh em ruột gan đẹp về cứ tháo ra xem chơi đi, biết phải ráp, ráp lại y vậy nha. À kiểu như con này mồi vừa ấy là cò vẫn bóp nè. Vừa đụng ton một cái là nó sẽ ngắt cò. Thấy chưa? Mình về cái cấp số 2 thôi. À cái cấp tự động mới có nghe anh em. Quên số 2 là số 3 là vô cấp mà. À nó ngắt tự động trong vòng 1 búa 2 búa. À kiểu này bắn vít để cái vít đây nè. Trống trượt vít á, ở trống thụng thụng ton này nọ đó. Bắn ton mình nghĩ lên không để tự động, bắn vít nhẹ thì mình để số tự động. Tại nó gõ 1-2 búa à. Anh em quý vị sử dụng mình tùy, mình tùy chỉnh ha. 1.950.000 bao test 1 tháng. Hàng toàn là siêu lướt, len ken sà beng hết nha anh em. Con robot nó bắn đinh từ lừa học me luôn, bán thân máy cả hơn 1 triệu đồng một con. Thôi cho tôi chơi cũng Yuki nó sướng hơn. Hàng này coi lên cái vỏ đẹp luôn nha anh em, vỏ mới luôn. Vỏ mới hãng nha. Ruột ra anh em cứ mở ra, không có len ken thì cứ trả lời mình, báo mình sẽ trả cho tiền uống cà phê nữa ha. Con này con Miyuki cũng thay vỏ nè mà chưa mua tem chưa có nha nè, tem hãng không có in được đâu. Đừng nghĩ là ra tiệm mà in nó in 3D này nọ là nó sẽ in được cái tem của Miyuki này nha, không được, là không được. Nó sử dụng đá một tấc. Anh em muốn sử dụng đá lớn vẫn được nha, nó cũng là ấy, mình sẽ đổi cho anh em một cái này. Cái nó chỉ khác nhau ở cái cốt này thôi. Máy mài Miyuki nó cũng là số dách, mã này mắc tem, cái mã này cũng là đời cao như năm 2767 hay gì nè. Lưu ý nè, cò này là công tắc trượt, nó khác với mấy công tắc mấy cái đời trước nha nè. Máy Miyuki là máy không than hết nha. Con này bán 2 triệu luôn cái tay. Tay này cái tay dạng tay cũ nha anh em. Muốn dùng nào gắn bên đó ha. Lưu ý để một tấc, anh em muốn dùng để hai tấc 25 mình nói mình thay cái cốt này cho. Hàng cũng là len ken sà beng hết. Anh em muốn đóng pin thì liên hệ mình đóng pin nha, có pin Miyuki thì về sử dụng, thì sẵn thì về sử dụng ha. Thân máy cái tay cầm nó không có cái chụp này nha anh em. Có mình cũng bỏ thôi à. Mà mua giờ mua hãng thì cũng bán mấy trăm ngàn một cái chụp lưỡi. Mắc tem chưa có tem nha, đặt không có chứ có cũng đặt luôn rồi. Anh em muốn cũng có nhưng mà anh em muốn có tem thì mua cho chừng 50.000 à, 2 triệu. Nó giá nó bằng cỡ thân máy mấy con máy mài Makita Hitachi, nó đắt hơn Hitachi Hikoki á, siêu trâu siêu bền á. Con này anh em cắt liên tục đã luôn, nhỏ gọn ha. Thân máy và cái tay cầm nghe anh em 2 triệu đồng. Anh em cứ nhắn là con máy mài Miyuki. Tại vì mình máy mình xài không hết chứ nên mình
công năng sử dụng của mình không có nhiều như đi cài công trình, thích lắm. Rồi vô mấy mã đồng hồ nghe anh em, đồng hồ nữ, đồng hồ nam có luôn. Anh em thích mua về cho bà xã, cho người yêu, cho con, cho cháu gì đó, mua hàng giá nó cũng vừa chơi lắm thôi. Cái con này đỉnh tiếp rồi bị ế nè. Này con Seiko ha. Cực đẹp. Lưu ý là tất cả đều đã hết pin, anh em chỉ việc về thay pin vô là sử dụng ha. Mình cái này ở bên bển nó dùng nó chỉ là cứ như một dòng đời có một cục pin pin theo máy là nó bỏ ra. Lưu ý cái size này size nhỏ nha anh em. Có viền vàng còn rất là đẹp ha. Size nó 22. Rất là dày, phụ nữ tay nhỏ đeo đẹp nha. Dày 6 ly. Cái khóa này là cái khóa nó nè. Nè. Kiểu như nó mỗi cái nó làm thiết kế khác nhau hết. Gài móc vô đây. Cái này không biết tay nó như thế nào, tay riêng nó cắt thấy cũng khá là ok đó. Này đúng là tạo toàn tay phụ nữ mà tay kiểu rô rô ý anh em. Seiko nó có khắc đây luôn. Seiko da bằng ha. Bán luôn cho anh em cặp, còn anh em muốn lẻ cái nào mua rồi thì cứ báo mình, bán thôi, bán cho. Lẻ thì nó sẽ đắt hơn thôi. Mình gom hai cái thì bán cho nó cân đối, kiểu ví dụ như lời chừng 50% là mình bán thôi. Một cái thì nhiên toàn một cái là đương nhiên nó phải cái giá cao hơn. Con này về thay pin vô là dùng. Lớp xi vàng nó cũng còn rất là đẹp. Da bằng. Cái này cái mặt dưới nó bị dơ hay là dơ nghe nè. Dơ. Dây da còn ok nha. Nó đeo cỡ này lớp xi chưa bạc nè. Dây da thì có hiện tượng cũ nhưng mà nó không có đến nỗi nào. Mình đo cho anh em xem cái kích thước nha. Đo ngay chỗ cái cốt này đi. Là 26, 27, gần 27 rồi. Chiều dài mặt này nó là tới 34. Nó dày chắc cũng cỡ như con kia, dày hơn quá. Dày 8 ly, đo ngay giữa. Tại vì cái mặt kính này nó bo lên. Kính không trầy không xước nha. Hai cái 400, chuyển khoản mình bao cước. Những cái đồng hồ này mình mua tiễn chọn chứ không phải mua nó từ lưu hộp me. Về mình mà anh em mua tiễn chọn, thà tiễn chọn giá nó cao tí xíu. Con này anh bán 600.000 đồng. 600k con này như con của Pháp. Paris. Cái mạ vàng đen này cực đẹp. Kính không tài nha, mình không có biết sapphire hay gì nhưng mà là mình không tài, cái nào tài mình báo nghe nè. Mình cố gắng mình mấy cái này nhạy cảm, mình cố gắng mình zoom cận cảnh cho anh em xem nha. Đây là cái móc nữa nè. Con này của Pháp. Paris nè, cái mã nó nè. Cumelin. Anh em thấy còn đẹp không? Dây còn cực đẹp luôn nha. Đó. 600.000 đồng nha anh em. Chuyển khoản bao cước về. Lưu ý là anh em về thay pin nha. Cái này mình muốn anh em về tự pin xịn sò như thế nào anh em tự thay. Quên đo, nói nguyên thiên quên đo. Này nó size nó hơi to nha, 32 năm. Vậy 6 ly rưỡi. Rất là đẹp, đeo lên sang lắm anh em. Phụ nữ mà tay trắng đeo lên sang lắm. Tay mình đen như chuông chó mực nhưng mà thấy anh em thấy qua camera đẹp không? 600.000 đồng, mua về là vợ cho ngủ chung liền. Giận hờn gì đó là cho cả ngủ chung liền. Con này bán 800.000 đồng, cái này size dạng size to nó ít thấy ha. Con này của Korea nghe nè. Cũng là hết pin, con này như chưa sử dụng anh em ơi, để mình coi coi, mình thấy còn miếng tem đít. Dây còn cực mới nha. Này dòng hồ nam nghe anh em, đối với đồng hồ này đồng hồ nam. Nó có một cái như cái miếng siêu ở đây nè, chưa tháo nè. Chân sang nha, cái này nhiều khi người ta bển ta mua hay là cửa hàng nó thanh lý như thế nào không biết, mua về có cũng có cái nó không sử dụng, nó cất tủ hay là nó dư đồng hồ nó không đeo. 1905 Korea. Đo size nha anh em. Size nó size 44 anh em.
một phân 05. Mặt này nó bo, cái kính này nó bo lên. Có hai đồng hồ nha, một đồng hồ phụ chắc chỉnh bên đây mình nhiều mẫu quá không biết. Hết pin rồi, hai pin. Đeo lên đẹp lắm nè. Này. Đeo lên sang cũng đẹp lắm, dây da. Dây da rất là mới. Kiểu nó có cắn nè. Giá bán là 800.000 đồng, chuyển khoản bao cước, lưu ý về thay pin. Mình nhớ mình mua mình thay pin cái đồng hồ này 100.000, họ nói là pin tốt. Mua lúc đó thay ở quê anh em, xài nay khoảng 2 năm hơn rồi, cũng ok. 800.000. Con này mà đó mua 1.500.000, nay là 7 năm đồng hồ fake kiểm fake L1 chứ không có mua trên mấy cái nền tảng mà xã hội mạng Facebook nó bán 500-600. Fake hồi đó mình mua 7 năm trước là 1.500.000. Thay pin một lần. Tới dùng tới bây giờ luôn. Anh em mua được 5 xị không bán luôn. Dùng bình thường à. Này mình đồng hồ mình mua nha, mình thay. Cái này mình đeo 7 năm anh em. Chứ mà tít xết này anh em nghĩ nó mấy chục triệu một con. Đeo thay pin một lần rồi, xài tới giờ. Đó cũng đam mê đồng hồ lắm, giờ bận việc không có rảnh để chơi. Cái đồng hồ này đồng hồ có cái đồng hồ tự động nè. Đồng hồ này của Enzin. Cái này mặt kính này không phải sapphire anh em ơi. Mặt kính này kiểu như kính cường lực á. Nó có xây xước rất là ít. Nhìn quay cận cảnh anh em thấy chứ nhìn bên ngoài cực sang, cực đẹp luôn, không bao giờ thấy đâu. Dây thì nói chung là cũ, người ta đeo quá cũ mà. Nó có xây xước rất là ít. Cái này bát là được nghe, cái gãy cả mặt kính này anh em có thể thay kính sapphire tàu vô cũng được ha. Hình thức nói chung là 80-90% thôi nha. Này mình chưa có vệ sinh luôn, mới mua về đeo luôn à. Hàng này mới là hàng xịn bãi không anh em. Đồng hồ phách bây giờ anh em cầm bỏ túi cũng 500.000. Đồng hồ nói chung là chữ nó ghi đầy với tất cả đều chống nước 100m hoặc 200m hết. Con này nó để là 10 gì đây? 10 20 giờ mắt mình cũng kém đó anh em. Nhỏ quá. Chữ khắc nha. Con này mình bán cho anh em là mà đồng hồ tự động nha. Đồng hồ tự động. Đo size thì bán đồng hồ tự động thì nó sẽ xài dính cũ, không phải thay pin. Size 36. Mặt kính dày nó khoảng 13 ly. Tại vì mặt kính nó bo lên. Cái này anh em phải, anh em nào rồi như mình cỡ tầm kiểu như size cổ tay 14 cho tới 16 là đeo ok đẹp luôn ha. Như mình đeo nghe là ok luôn nè. Có dạ quang đó anh em, không phải dạ quang, kiểu như kim bên trong nó làm màu kiểu như màu vàng đồng á. Enzin nha, thương hiệu xịn sò nha. Còn anh nào muốn xài cơ thì xài cơ, cứ một vài năm là thay pin. Con này mình bán cho anh em 1.100.000, không cần làm gì hết, chỉ về muốn đánh đẹp thì đánh bóng thêm thôi. 1.1 triệu nha anh em, cái đồng hồ tự động này. Đuôi xài ốm ốm mà đeo ok ha, 1.1 triệu. Mình mua cái đồng hồ Orient là 4 triệu mấy 5 triệu, mua mấy năm trước. Nói chung là cũng hàng mới mà kiểu như hàng thanh lý, hàng lướt chứ không phải là hồi là hàng mới nữa. 5 triệu, gần 5 triệu. Này bán 1.1 triệu. Phải đó gặp này sớm là mình đâu có mua mấy đồng hồ mới như nó phí hết mấy triệu bạc. Con này tính lên lính lên xài nè, tính lên dây sẽ thay pin rồi nè. Lên cái dây này dây lô nha, dây ở đây nha anh em. Dây này mua với pin là khoảng 300.000. Con này mình bán 1 triệu đồng. Đồng hồ này có cái hộp. Thương hiệu nó thì đối với một số người lạ lắm. Nhưng mà anh em cứ search lên Google là đo gõ ra là ra. Này là hãng hàng không của Nhật. Này nó sản xuất cho kiểu như nhân viên hay là phi công nó dùng. Anh em hiểu không? Kiểu như hàng không thương mại xài thì nói chung là hết pin thay pin thôi. Tại vì đồ bãi về đương nhiên nó có mất
cái tay kiểu như dây da này sử dụng chắc chừng 5 năm là kiểu như nó có hiện tượng xấu, mình muốn thay tùy thích. 13 tức là 100m hay là 10m ta? Cái mặt này nó áp vào tay thì đương nhiên là nó sẽ có hiện tượng nó xây xước ít, dây da mà dễ dàng thay thế. Cái đồng hồ này 3 kim ha. Cái đồng hồ này 2 kim mình cũng chưa biết cách chỉnh nữa. Không. 3 kim thì mình còn biết chỉnh, tại mình cũng đang dùng đồng hồ 3 kim. Hoặc phách nha. Đeo đi đi chơi uống cà phê thôi, còn sang hơn thì thay đổi qua lại. Cái này cũng dạng size nhỏ anh em. Anna. Anh em search lên là anh em sẽ biết là cái hãng này, hãng hàng không này. Kiểu nó đặt hàng của một cái xưởng đồng hồ nào đó, nó sẽ sản xuất riêng lấy cái thương hiệu này để cho phi công hay là nhân viên cao cấp nó dùng, không có bán thị trường đâu. Size nó là size 38 đó. Dày 13 ly. Mặt kính nó bo cong mà. Mặt kính để coi nghiêng à. Mặt kính thì kiểu như sapphire kính cứng không chạy nghe nè. Mặt này chắc kính cứng anh em ơi. Nhìn kiểu như nhìn nghiêng như thế này qua camera không biết anh em mới thấy được không đó. Đó, nói chung là cũng hoàn hảo cho một cuộc tình ha. Thay pin rồi. Như bấm đây đồng hồ kiểu như đồng hồ thể thao anh em. Mình thằng này nó đếm giây, con này nó đếm phút nè. Bấm nè. Em ta cũng đếm giây nè. Dừng nè. Mình trở lại nè. Đó. Khi mà cái đồng hồ này nó chạy bao được bao nhiêu cái này, trong vòng này 60 giây 1 phút không, cái đồng hồ nó sẽ nhích qua. Còn cái này là cái gì đây không biết. À cái này là nó đếm bây giờ là mình thời gian đếm thời gian ngày và đêm anh em. Không ta. Giờ là bà gần mình quay ra 7 giờ nè, nó ra hiển thị 7 giờ tối. Bên đây kiểu như hiển thị thời gian 24 giờ đó. Đó. 7 giờ 15 nè, đúng rồi, đồng hồ bây giờ mình đang quay 7 giờ 15 nè. Chưa up clip nè. Bấm dừng lại. Đó, nó trả về nè, thấy không? Có cái hộp là lưu ý đã thay dây nha anh em, đeo về cứ việc dùng đã đeo luôn, cũng size trung mình đeo bao đẹp luôn. Rồi giá bán 1 triệu đồng, chuyển khoản bao cước, về chỉ dùng không làm gì thêm. Có cái hộp, có cái hộp xịn sò, nói chung xịn không xịn cũ rồi. Rồi anh em hết hàng anh em. Rồi lưu ý hình thức là anh em thích nào thì mua đó, không thích thì không mua, không sao hết nha. Thì anh em mới giao dịch vui lòng cọc phí vận chuyển, mình sẽ ship hàng cho những anh em mới mua lần đầu tiên ha. Rồi cảm ơn anh em đã xem clip này, xin chào và hẹn gặp lại. Máy hàng sale anh em chú ý ha, mình có rất nhiều mẫu giá từ 1,9 triệu cho tới hơn 2 triệu tùy theo cấu hình. Và như nãy mình đã nói, tùy theo cái mạch thôi, với công dây và cái tay hàng thôi, nó sẽ khác nhau rất là nhiều rồi. Ví dụ như cái dây AVKG này với cái tay hàng xịn này, anh em phải bỏ cái tin 500.000 rồi. Cái mạch này là 600.000 đồng, nó hơn 1 triệu rồi, cộng cái biến áp nữa. Ví dụ cái biến áp đồng thanh khoảng 1 triệu nữa, cái hộp nữa, linh kiện nhỏ linh tinh và tiền công hoàn thiện nữa, anh em phải bỏ tới số tiền tương ứng. Mình sẽ làm theo điều kiện nghe, phải làm theo cho nó thỏa mãn ý anh em. Chứ mà làm mà kiểu như mình người thì có cái để làm việc, có mình thì ngược lại thì mình phải có cái tiền công, mình mới có cái hứng thú mình làm anh em. Chứ mà làm quề vốn hoặc lỗ là thôi mấy cái vụ này mình mình không làm đó. Trong bán mấy hàng cho anh em này cũng ổn định là mấy ba năm nay rồi, dùng mình bách phát bách trúng, không có ai báo cáo một cái nào hết. Cái đó là cái đảm bảo của mình về những cái đồ mình làm. Rồi, bye bye anh em, cảm ơn anh em đã xem.